tìm đâu ra một chiếc xe mà sau một năm chạy chưa được 10.000 cây số nên nè, và siêu trong xe vẫn còn y nguyên luôn. Đây, siêu màn hình, cần số hay là tay mở cửa vẫn còn y nguyên luôn. Đây là phần hất da đây, lắp bên cửa đây như mới em ha. Ở đây là lớp xe, tất cả đều như mới cả. Hôm nay thì Duy sẽ lên hình chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt 2022, chạy chưa đến 10.000 km luôn, sơn zin nguyên xe, chất lượng anh em không cần bận tâm, cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Tầm tiền thì hơn 400 thôi. Anh em sẽ có ngay một chiếc xe bản full, một chiếc Accent bản full, bản đặc biệt anh em nha. Trang bị đầy đủ tiện ích, chạy siêu nước chưa đến 10.000 cây, ni lông còn quanh xe, có sẵn dán phim cách nhiệt, camera hành trình cho chúng ta rồi, và có luôn lót sàn simili luôn à, lót sàn simili luôn anh em nhé, và dán keo bọc inox khá là nhiều, 4 lớp theo xe thì như mới, và lớp dự phòng xe này thì cũng chưa lăn luôn. Bên Duy hiện tại có hai chiếc Accent bản đặc biệt 2022 chạy siêu nước, xe này thì chạy gần 10.000, Duy còn một chiếc chạy hơn 7.000 nữa. Cả hai xe đều rất là đẹp và không lỗi, không một lỗi nhỏ anh em nha. Nếu mà anh em quan tâm đến Accent hoặc là bất cứ một dòng ô tô đã qua sử dụng nào thì đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với Duy, Duy sẽ gửi cho anh em thông tin chi tiết hơn. Xem xe thì trực tiếp tại Bình Vĩnh Phú Ô Tô anh em nha, ở Vĩnh Phú, phường An Bình Dương, gần cổng chào Bình Dương đây, cách ngã tư Phước chỉ 1 km thôi. Rồi, Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.